Xin chào quý vị và các bạn. Nay cũng nhà vườn Gia Đại chia sẻ với các bác một tác phẩm hoa giấy dáng mẫu tử, thân thì cũng rất là già và to. Cái này thì cũng trong năm được ra rất nhiều hoa, giờ cắt đi lại ra tiếp, ra rất kín này. Thì mới quay gần lại đây để cho các bác xem. Cái này được cái là cây nó cũng thân bận gốc là cũng rất là già cây, và cái dáng cây thì nó cũng uyển chuyển, và cái ngọn em làm cũng rất là lâu rồi, nay chia sẻ với các bác. Đấy, hoa này, cái ép hoa mà mình chăm được hoa, bông hoa nó rất là đẹp tươi, hoa nó không sẫm. Đấy, cái giấy tím bắc này được cái nó bền hoa và độ già, và cái thân tử cùng đây và nó độ trườn theo thân rất là duyên và nghệ thuật. Thì cây này cũng ở trên chậu cũng rất là lâu rồi, nay cũng chia sẻ với các bác. Thì bây giờ em quay qua một lượt để cho các bác xem này. Sau là cứ lọc ra đầu hoa ra đấy, được cái rất chắc chắn và cũng độ già cây, những cái điểm nu xù chân bệ rất là vững chãi. Nói chung là có cây hoa giấy trang trí không gian, những cái tay này nó cũng lâu năm mà già đấy, tay to rồi. Thì cũng chia sẻ các bác hôm nay mà chia sẻ các bác giờ đo kích thước báo giá các bác. Đây, cái phần vanh vệ chân rễ này là 1m22 này. Và chiều tàn ra đây là 1m05. Chiều cao của cây này 1m12. Rất là to và lớn. Cái này xin chia sẻ các bác một cây tím bắc này là 13.500.000 bao ship cho các bác, rất là lâu năm, làm cốt phôi cũng nhiều năm rồi, hay chia sẻ các bác. Rồi xong rồi sang cây tiếp theo chia sẻ các bác đây, một đôi mai hồng ngọc. Mai hồng ngọc này thì được cái lá nhỏ hoa thơm, đôi này được cái rất là cân xứng, hai cây chầu nhau rất là đẹp. Hôm nay quay vào sát để cho các bác xem. Chơi này các bác để bàn chơi rất là đẹp, thơm. Mùi hoa rất là thơm. Quay qua một lượt cho các bác xem này. Cái này em làm một cái cành bay ra để chào khách. Một đôi nó cân xứng để chầu với nhau. Tay cũng to rồi, tay nào tay đấy, là em làm khung to rồi. Đang có hoa thì không đốn mà nó gọn, hoa được cái là cũng ra rít này. Đấy, đây là một cây, để đo cái chiều cao của cây này, này chiều cao là 25 phân, chiều tàn bay của cây này là 40 phân, được cả hai mặt đều đẹp. Đây, xong em bê xuống rồi, bê cây to đây, rất thơm, lá này thơm. Hai cây rất là cân đối, mặt nào cũng đẹp. Đấy, quay mặt này cho các bác xem. Tay là khung uốn xuống này, những cái tay này nó to hết, và khung tay to. Để các bác hết hoa quá, các bác lại cắt đốn nó ra. Một đôi hoa hồng ngọc rất là đẹp, rất cân đối. Đo cây này nhé. Này là vanh là 32, chiều tàn ra đây
là 47. Chiều cao của cây lầy là 25 phân. Một đôi này chia sẻ các bác là 5 triệu bao ship cho các bác nhé. Cả miền Bắc, Nam miền Bắc. Đấy, hai mặt đều đẹp, mặt nào cũng đẹp. To cây già cây. Hoa hồng ngọc rất là thơm. Để bàn trà. Hoa dịp này thì ra đời. Rồi, tiếp theo một đôi khác. Rồi, tiếp theo các bác đây lại là một cây hoa giấy Kim Bắc. Dòng hoa giấy Kim Bắc này được cái hoa rất là tươi đẹp. Và đây cây này thì cũng chia sẻ các bác cái phần gốc và phần tử cũng là để một cành bay rất là gọn. Và cái cây này thì được cái này, thời gian cái gốc nó cũng đẹp, hoạt lên gấp xuống và cái phần rễ, chân rễ, đường cung của thân lên và lượng ngọn rất là đẹp. Quay qua mặt bên này cho các bác xem cây cành này làm cân đối rồi. Đấy. Mặt bên này các bác nhìn chân bệ dễ xuống điểm nu gù, bên này nó được cái hóa nó cũng quay đặc biệt. Chơi hoa giấy Tím Bắc này thì được cái Việt Nam thì ra đều, nó có cái không gian nắng. Tổng thể cây này thì nó được cái là phần chân bệ và phần tê cành cũng cân đối rồi. Cũng chia sẻ hôm nay chia sẻ các bác để bác tính trước cho các bác xem cái phần chân bệ. Cái này 72. Chiều tàn ra đây là 60. Chiều cây chiều cao cây này là 45 phân. Này giao lưu với các bác là 7 triệu bao ship cho các bác. Tiếp theo cây, tiếp theo chia sẻ các bác đây là một cây si bút đỏ. Cây này thì cái này phần đá này thời gian lâu ngấu rồi, và cái chân bệ nó cũng rất là nghịch cây. Đấy, chân bệ nghịch cây, dáng rất là nghịch cây. Búp này, cái búp nó vẫn đây, nó phải đỏ là si bút đỏ xị. Cái phần cành đây các bác xem cái phần cành, phần cành nó làm đây và cái cành bay đổ rất là đẹp. Cái này thì được cái dáng thật sự là nghịch, quá nghịch cây, vòng độ lát cây cũng sáng cây, già cây rồi. Sáng cây, điểm mặt nào cũng đẹp. Một cây si búp đỏ rất là nghịch cây ở trên phối trên tiểu cảnh rất là đẹp, rất là tự nhiên. Cái này thì có một cái nét rất là nghệ thuật này, đo cái cho các bác xem. Còn vanh chỗ con đá này là 55, chiều tàn chiều chậu là 40, chiều cao cái này là làm 20 phân. Cái si rất là đẹp, để cho các bác là 3,5 triệu bao ship. Này đẹp. Để chia sẻ tiếp theo một cây khác. Một đôi tùng, một đôi đường tùng cối, tùng kim làm rất lâu rồi, nay chia sẻ các bác. Chia sẻ các bác một đôi tùng này thì được cái là em làm một đôi trực có cành lão rất là đẹp mà rất là cân đối nhau. Cả một đôi tay thì rất là đẹp rồi, bông dày rít rồi. Thời gian làm tùng này nó cũng lâu, nhưng khi làm được thành rồi đây, được bông các bác xem. Cành tay đây cũng to, ngón tay à. Nó không phải là những cái đấy, đường đổ của cái ngọn rất là đẹp. Làm cái này cũng rất là kỹ và nghệ thuật chứ không phải đấy. Tùng đã làm lâu và một nét nghệ thuật, được cả một đôi nó cân đối này. Đây, quay qua mặt. Mặt trước mặt sau cũng cân đối. Nói chung những đôi tùng này mà cứ làm đều mà kéo dài khoảng tầm
trên chậu nó vào tầm 5 năm mới được một đôi này thì cũng thật sự là kỳ công. Nếu nói cứ tính công cán thì làm ngày gọi là thấp nhất là 700, không 1 triệu thì cũng ra rất là nhiều tiền. Đấy, cân đối đo phần tàn chiều cao, cái này là đo chậu cho các bác xem biết. Chậu là 33 phân, chiều cao của cây này là 65, chiều tàn ra đây là 55. Cây cây bên này nữa cho các bác xem, cái này thì cũng đo chiều chậu cũng bằng nhau, 32. Chiều cao của cây này là 65 phân, chiều tàn 50. Hai cây đều nhau, cân đối. Em dích đều xem. Tay đàn to. Cái này thì để cho anh em là về chơi yêu thích là giá 6 triệu bao ship cả một đôi, một đôi trùng cối đẹp, trang trí nhà cũng nặng xanh mướt, tay cài nàm đẹp kỹ, cái cổ ngọn đẹp, tay một tay hai tay đổ rất là đẹp. Rồi xong rồi tiếp theo sang một cây khác. Chia sẻ các bác một cây lục vừng này thì về cái là làm từ bé cho nên hòn đá thấm này, nó bộ này cũng rất là lâu rồi, phần cây nó cũng ngấu ở trong rồi này. Được cái là các bác về chỉ việc chơi thôi, phong thủy một cây lộc chơi trên để bàn trà cũng được, hay là để trên lan can để chơi ngủ ở là thấm vào cái lan bộ này cũng lâu rồi, nhìn cái rêu xanh bám miết hết rồi. Rất đẹp, mà cây này thì già chắc là cũng sớm muộn đây nó ra hoa nữa thì rất là đẹp. Đấy, quá một cây lục vừng mà ôm ở non bộ mà cứ thả nước này rất là chơi, rất là ý nghĩa mà chơi gọi là phát lộc phát tài. Để đo kích thước nó giá hay đó, cái này là vào 80, banh của bộ 80, chiều tàn đây là 50, gọi là chậu 50, chiều cao của cây này là 32 phân. Cây lục vừng rất là nụ lực đẹp, cái này để cho các bác là 3 triệu rưỡi bao ship của các bác nhé. Riêng là non bộ trên cái chậu xi măng đẹp, bao ship cho các bác ở tận nơi chơi, nuôi rất là nhiều năm từ còn bé. Rồi, mặt tao cũng đẹp thì cũng rất là cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video. Tiếp theo video mới. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.